những trò chơi dân gian đậm chất miền Tây, thưởng thức ẩm thực đa dạng tại hơn 10 cụm nhà hàng nổi bật nhân dịp đại lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Siêu công viên chuyên đề chân tiên Amazing World sẽ chính thức khai trương cùng chuỗi thức ăn tinh thần đầy hấp dẫn, chuỗi sự kiện lễ hội rực rỡ sắc màu hoành tráng. Đầu tiên quy mô quy tụ từ 250.000 đến 300.000 du khách một ngày, hứa hẹn sẽ tạo nên một mùa lễ đáng nhớ và ấn tượng nhất Việt Nam năm nay. Sân tiên Amazing World, một điểm đến vạn trải nghiệm, tỷ tỷ niềm vui. Vui siêu tiệc nước cháy bưng lễ hội, bưng siêu công viên nước lớn nhất Việt Nam, vĩnh kỳ diệu. The Amazing Bay tròn hát tù lĩnh, dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay. Lớn nhất Việt Nam, vĩnh kỳ diệu, The Amazing Bay. Sôi động với vô vàn trò chơi hệ nước cùng chủ sự kiện. Lễ hội thanh tráng, rực rỡ, đa sắc màu, nằm trong tổ hợp vui chơi giải trí hiện diện đặc sắc bậc nhất Việt Nam. Xin chào cả nhà nhà mình nhé. Tôi xin chào mình cả nhà mình đến với công viên chuyên đề Amazing World. Hiện tại công viên chuyên đề của mình sẽ xuất phát từ nhà ga trung tâm đi qua tất cả các địa điểm tham quan và khu vui chơi giải trí đã. Cảm ơn em xin phép giới thiệu một chút, em là Ngọc, là tiếp viên chăm sóc khách hàng của chuyến đi ngày hôm nay. Và em xin chúc gia đình mình có một chuyến đi thật là vui vẻ ạ. Chúc xin một tràng pháo tay đi ạ. Giải trí thị trường du lịch và tâm linh siêu công viên chuyên đề đẳng cấp bậc nhất Việt Nam. Chúng ta có thể thấy phía bên tây phải của các bạn đó chính là hồ Thiên Trúc ạ. Hồ Thiên Trúc của chúng ta rộng 47.000 m². Ở đây có các trò chơi các bạn có thể thấy đó chính là thuyền hồng hạc và thuyền cano ạ. Anh ơi đoàn không được nhé. Giá vé của thuyền ở đây sẽ là 40.000 cho thuyền đạp và 50.000 cho thuyền điện đó ạ. Các bạn có thấy con đường mình đang đi không ạ?
con đường này đang đi được mang tên là Sơn Tiên Trường Tiền Lệ. Con đường này được trải dài từ đầu quốc lộ 51 đến hết khu du lịch, tổng chiều dài lên đến 5 km lận. Số lượng con đường rộng 60m được chia làm 8 làn đường xe chạy đó ạ. Các bạn có biết phía bên tay trái của mình đó chính là vườn gì không ạ? Chiếu hiện một chút đó. Ở đó tương lai sẽ bán các món ăn nhanh, thức uống đặc biệt
ở đó sẽ là cà phê ạ. Rồi. Thế là tôi xin phép giới thiệu một chút về con đường chúng ta đang đi nhé. Chúng ta đang đi trên con đường được mang tên là Sơn Tiên Nam Thanh Nhân Thương Lộ. Con đường này cũng đang được xác lập kỷ lục là con đường chạy bê tông cốt thép trong khu du lịch dài nhất Việt Nam với tổng chiều dài lên đến 18 km đó. Con đường này nhìn ở phía trên cao nhìn xuống giống như một con đường đang uốn lượn trong khu vực chân đề rộng là 20 hecta đó. Rồi ai có điện thoại? Sao chị? Phía bên tay trái của chúng ta đây đó chính là hồ Phước Lộc Mai Trường Giang Hồ. Ở dưới hồ có các trò chơi như là thuyền thủy hạc, thuyền thuyền nga và cano điện đó. Hồ chúng ta đọc là cái gì nhỉ? À, cano điện là cái gì con? Sẽ đến với địa điểm tâm linh tiếp theo được mang tên là Miếu Tử Thần đó. Ở đây tất cả một vị thủ thần, chúng ta có thể xuống đây thắp một nén hương cầu cho mưa thuận gió hòa, mọi người bình an ạ. Ngoài ra bên em còn có sự tích hòn đá nổi. Ở trong này ngoài thờ Miếu Tử Thần đó ra thì còn có thờ bốn hòn đá nổi đó ạ. Phía bên tay trái của mình đó chính là Miếu Tử Thần ạ. Wow. Chúng ta có thể thấy ở trong đó thờ bốn hòn đá đó. Rồi, các con thấy cây tre không? Cây tre có trà kìa, cây tre tiếng Anh đọc là gì? Bạc kè. Tôm gì con, tôm gì? Hả, tôm gì? Piêu, piêu cuối cùng là gì con, tôm gì? Hả? Cây tre chậm đốt. Các con biết sự tích cây tre chậm đốt đâu? Hả? Sự tích cây tre chậm đốt là dành cho sự tích gì? Thánh gì? Kè, thánh gió. Thế ở đây chúng ta sẽ đến địa điểm tiếp theo được mang tên là Amazing Amazon ạ. Ở đây có hai trò chơi chúng ta có thể chiến hướng đó chính là trò chơi xe tăng và chơi đường thủy ạ. Xe tăng thì mình sẽ được ngồi lên xe tăng chúng ta đồng đội chở mình đi tham quan khu vực gần Amazon. Còn với xe đường mình sẽ là dòng xe 6 cho 50 phân khối. Với em từ 16 tuổi trở lên mình mới được đi ạ. Rồi, các con đã được đi một vòng quanh rồi đấy.
chơi ABC trên đây. Trở lại cũ không nổi. Trời, các con rất là muốn chơi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Có cá khác, có cá khác, có một chén á. Đúng rồi. Bạn nào muốn chơi trên tay à? Bay luôn, đi bay luôn, đi bay luôn. Thế các bạn đặc biệt đi tham quan được không ạ? Thì rất tiếc chúng ta chỉ mới đi được các nửa chặng đường thôi ạ. Nào chúng ta đi sau thì rồi sẽ cho các bạn về cùng về nước nhé. Các bạn cố gắng đi thăm bởi vì ở đây rất là nhiều cây cối nhé. Thoáng mát không khí, một cây thì trong lành nhé, không khí rất là trong lành nha. Các bạn thấy không khí trong lành không? Các bạn có thấy bên bên phải mình là gì không ạ? Yeah.
nhiên rất là thoáng mát. Bây giờ các con thấy cây cối. Cây cối là gì các con? Là lá gì? Cây cối là lá gì của trái đất nào? Đúng rồi, các bạn chào hóa tài đất lớn. Lá phổi xanh. Không có cây cối là chúng ta sẽ không có hít thở không khí. Nhiều cây cối mang lại cho con không khí rất là tốt. Rồi, khi các con trở về, các con sẽ kể cho các bạn của lớp chúng ta biết được chuyến đi của chúng ta như thế nào. Các con sẽ được trải nghiệm rất là nhiều nha. Chúng ta ở rất là nhiều nhà không có cây cối, đúng không? Đúng rồi. Đó, cho nên ở đây các con được trải nghiệm và hít thở không khí trong lành ở đây nhé. Được không cô? À, quá hay luôn. Cái này bạn cái cho sớm tiên luôn nha. Quan như là Trần Quốc Toàn, Nguyễn Hữu Quản và một vài vị quan khác ạ. Đó nghĩa là có thể xứng đáng không được đến nhu cầu tiền tài sự nghiệp danh vọng cũng như là tình duyên tại đây ạ. Tổng chi phí xây dựng công trình này lên đến 40 tỷ ạ. À, bạn nói là rất sơn tiền, sơn tiền rất là giàu, sơn tiền giàu như vậy. Cùng với nhau nha. Rồi ở dưới là mà các phụ huynh nắm tay rồi. Bài này là bài của Việt Nam chúng ta, đúng không? Đi đến mỗi sân hà, bắt mất bao la, anh em ta về cùng nhau hùng như đó cuối quê vườn. Tay ta nắm đôi chặt.
siêu hôi hiếm nhất bệnh viện Mười Xuyên Thanh Hải. Trong vài phút nữa sẽ xuất hiện những mòn sóng kỳ diệu cao đến 4 mét, đạt kỷ lục mòn sóng nhân tạo cao nhất Việt Nam. Quý khách vui lòng mặc đầy đủ áo phao, lắng nghe sự hướng dẫn của đội ngũ cứu hộ chuyên nghiệp. Trẻ em và phụ nữ vui lòng ngồi sát bờ để an toàn. Quý phụ huynh vui lòng lưu ý trẻ em đi cùng, chú ý an toàn của bản thân và những người xung quanh. Kính chúc quý khách tận hưởng những mòn sóng kỳ diệu chỉ có tại đèo Cao Đường Hồ Chí Minh. Thank you. Hè cùng đi ở máy sân bay. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đập tan cơn nóng cùng những dòng nước mát lạnh, nước sóng, tua thuyền, chụp ống với tốc độ 40 km/h, cuộn tròn trong sóng biển nhân tạo cao kỷ lục, thả mình tự do trên dòng sông Người dài nhất Việt Nam, thưởng thức vừa tươi mát lạnh, check-in khu ngồi dưới dàn nho xanh mát, nạp năng lượng buổi trưa và tiếp tục chiến đấu với hàng chục ống chuột dài hơn 155 m, tốc độ từ vừa đến mạnh, cho bạn một cảm giác không thể sảng khoái hơn. Cách Sài Gòn chỉ 30 phút di chuyển, nằm trên quốc lộ 51, giá vé người lớn là 450k, trẻ em 250k, sinh viên 300k,
trẻ em dưới 1m và người lớn trên 65 tuổi hoàn toàn miễn phí. Cảm thấy thiên nhiên rộng lớn, cho con mở rộng thế giới quan. Chạm tay vào những mảng màu cuộc sống, thay vì mãi mê với những màn hình điện thoại. Vui chơi, trải nghiệm và gắn kết những bài học không có trên sách vở. Hành trình kỳ thú, cho tuổi thơ thêm nhiều trải nghiệm. Ngoại khóa từ thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên. Một thiên đường giải trí, nằm giữa lòng thiên nhiên hoang sơ với quy mô lớn hơn 380 hectare. Tọa lạc tại quốc lộ 51, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, cách Sài Gòn chỉ từ 30 tới 45 phút di chuyển. Mở rộng thế giới quan cùng những trò chơi vô thời gian độc đáo, nơi khám phá vũ trụ vô tận cùng, thử thách bản lĩnh với những cuộc đua tốc độ siêu chân thật, trải nghiệm những công nghệ tiên tiến cho con tiếp cận với cuộc đua thời đại. Chạm tay vào thiên nhiên hoang sơ xanh mát, cho con hít thở bầu không khí trong lành, cho con biết nâng niu thiên nhiên và bảo vệ cuộc sống màu xanh. Và tất nhiên không thể thiếu những cuộc vui mà không đứa trẻ nào không thích, trải nghiệm con đường nước đầy màu sắc cùng những làn nước mát lạnh, vui đùa cùng bạn bè, khám phá những đường trượt thú vị nơi nụ cười tươi được căng tràn cả trong ánh mắt. Một ngày trải nghiệm vô tận với vô vàn cảm xúc, vô vàn ý nghĩa, vô vàn bài học, vô vàn những kỷ niệm quý giá. Thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên, điểm đến lý tưởng cho những buổi ngoại khóa lý tưởng. Thành phố du lịch Sơn Tiên, thành phố du lịch trong thành phố. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.